Hello mọi người, mình là Vivo đây. Đây là lần đầu tiên mình du lịch lại sau dịch. Và hôm nay mình sẽ bay đi Winnipeg trước, xong rồi từ đó mình sẽ đi Toronto. Lâu lắm rồi mới được trở lại sân bay. Mà sao nó đông thế? Nhưng mình được cái check-in nội địa chỉ có nửa tiếng thôi. Ra máy bay rồi. Cái bên không ai ngồi cả. Bay chỉ có 2 tiếng rưỡi thôi. Cho nên bay nội địa thì máy bay cũng không xịn xào mấy. Nhưng mà cũng được. Mình vẫn thấy chỗ ngồi khá ok. Where is the Winnipeg sign? There's no sign. This one. Avocado ice cream. Dù không phải ở thành phố lớn nhưng mà cái menu ở đây rất là trendy. Nó có những cái flavor vô cùng giới trẻ, là Sài Gòn cà phê, mè đen, matcha, coconut, cream cheese. Nói chung là bên đây không phải ở tiệm nào bạn không thể tìm thấy được. Sáng nay tụi mình sẽ ra downtown Winnipeg để ăn dessert. Đây là một tiệm dessert rất là dễ thương của một chị người Việt. Và món đặc biệt ở đây là dessert mà chị và chồng chị ấy tự làm. Assiniboine. Đây là công viên to nhất và địa điểm tham quan must have ở thành phố này.
nó nằm dọc dòng sông cùng tên và tổng diện tích của nó lên đến gần 450 hectare, tức là siêu to luôn. Và điều đặc biệt là có rất nhiều ngôi nhà cổ điển đẹp y như trong cổ tích, bởi vì một phần của công viên được xây theo lối kiến trúc kiểu Anh. Dim sum hot nhất Vin đi bách để ăn. Cái gì đó? Một cái nhà hàng siêu đông, oh my god, siêu to. Chỗ này là chỗ có thể tổ chức tiệc cưới. Biết ăn là biết tàu tay. Hi. Can we have this one? Ăn gì đâu kìa. Đây có chiến thuật rồi. Chiến thuật giấu hàng. Xôi. Xôi. Thôi, biết gì luôn. Đây là tofu. Ô này giống Việt Nam vậy. Múc múc giống Việt Nam vậy. Đúng rồi, đi đi. Chắc là nó đó, con cá. Có Nemo hả? Và buổi tối thì tụi mình được một người bạn ở đây giới thiệu đến một nhà hàng khá là hay ho. Nhà hàng này nằm trong top 10 steakhouses in Winnipeg. Và điều đặc biệt của họ là họ nướng steak trên miếng đá nóng giống như ở Nhật vậy đó. Thank you. Sáng tụi mày tống bị ra sân bay thì anh... xe taxi lên rồi, đi thôi.